đội hình này lắp con Jin là hợp lý. Nhưng không, họ quyết định có một con tướng để tăng tiền và lợi tức dành cho đồng đội của mình với chiêu cuối ở trong giai đoạn sau, đó là một con Pai. Rất ác đến từ DK lối cấm chọn này của họ. Một con dây đường trên khóa rất sớm, chọn mù đến từ Kana. Họ có một con Pai cộng với Zeke ở cánh dưới để đánh an toàn với Varus và Kama và chờ đợi những tình huống đảo đến từ Kaolin ở giai đoạn sau. Kaolin đang đánh một con tướng đảo, còn Lehen đang đánh một con tướng hỗ trợ dạng thuần dành cho Varus của Aiming. Nhưng một điều khá kỳ lạ đến từ cặp đối đầu hỗ trợ này. Varuska với điều kiện thắng xoay quanh dây Sylas và thêm vào đó nữa làm con Pai đảo đường đến từ Kaolin. Còn với cái tiêu roster thì họ đánh cơ bản thôi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một con Varus tốc độ đánh và chí mạng đến từ Aiming khi mà anh ta có dàn chắn khá cứng cáp với Maokai kết hợp với lại Sion của Kim nữa. Và late game sẽ là một con Sion hứa hẹn sẽ rất trâu nếu như Kana không kiểm soát tốt kèo đấu ở cánh trên khi mà anh ta sử dụng chân tướng dây. Ván đấu thứ hai trong cặp trận giữa Diplosca và KT Roster trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2023 chuẩn bị được bắt đầu. Các bạn đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho giải đấu cũng như bản quyền phát sóng của Game Sport. Ngày hôm nay thì chúng ta đang được chứng kiến ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa DK và KT. Ván đầu tiên là một màn trình diễn khi mà DK đã tận dụng rất tốt một sai lầm của đối phương để có thể lăn cầu tuyết. Để ván đấu này thì là một đội hình rất thú vị về cách vận hành của cả hai đội. Đội hình này đội hình làm tôi nhớ đến DK 2020-2021 này luôn ạ. Tức là họ đánh bằng một hai carry ở hai đường đơn và bằng môn dích của Ghost. Nhưng từ từ đã, BD có thể gặp nguy hiểm nha. Tiêu đốt luôn, đấm thấu xương chắc chắn là chúng. BD mất tốc biến từ trước đó rồi và hai hit đánh thương đủ đa vòng tốc biến đánh thương, đủ sát thương đến từ Showmaker với chiến công đầu. Và tôi nói rồi mà, con Pai này nó bỏ luôn dích của Dev vào khu vực đường giữa. Đường dưới để anh ta đảo đường ra khu vực đường giữa thì cũng đảo rất thành công đến từ hỗ trợ bên phía của DK. Nhìn đánh cánh trên rất lộ luôn, đánh không phải là kiểu đứng rình mà cứ đi ra thẳng mặt để cho đối phương biết rằng tôi đang ở cánh trên. Nhưng mà việc băng trụ một con Saiyan không tốc biến vẫn rất nguy hiểm. Quang phải tính đến lượng CC mà nó có thể tạo ra, lượng giáp nó có thể tự tạo ra bằng bộ kỹ năng và sau đó là tình huống báo án nữa. Cho nên là bên phía của DK chỉ đứng để cho Kana đẩy an toàn. Và sau đó thì Nhìn cũng phải lui khỏi khu vực đường trên, tại vì nếu như anh ta đi thẳng lên khu vực cánh trên và ở trên đó như vậy thì cánh dưới sẽ mất mục tiêu. Bây giờ thì đã mất rồi nè. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái điều mà Diplosca cần phải cẩn trọng nha. Tức là họ sẽ mất kiểm soát cánh dưới bởi vì là Kaolin di chuyển liên tục và kể cả là Kaolin có đứng đường thì anh ta cũng sẽ không lại. Cú Q3 hai người tốt đến từ Yone trong tay của BD và sẽ ruột đi trong tay của Kaden còn tốc biến nhưng không kịp sử dụng, anh ta nằm xuống trước lực hữu ứng của KT Roster. Và Kaden làm gì vậy? Ăn rồng xong rồi, đối phương ăn rồng xong vẫn di chuyển ra. Uống rất ngớ ngẩn đến từ Kaden, anh ta đứng trong cái bụi đấy ở khoảng tầm 2 giây. Và anh ta dính thêm Q3 của Yone và ăn thêm cú chiêu cuối, nó nằm xuống. Còn cánh dưới thì đang có phá Onin đến từ Kaolin với tốc biến thiêu đốt được đầu tư. Nhưng sát thương là không đủ và thêm xuyên phá đến từ Aiming dứt điểm. Làm thế nào để bộ đôi đi cây lại đây với một con Varus mạnh hơn rất nhiều đến từ Aiming và tiếp tục là chuyên tâm giữ chân Lehen đẩy lui hoàn toàn vị trí của Dev. Và rõ ràng sát thương sẽ là không đủ đến từ Dev để hạ sát thành công. Còn Kama thậm chí anh ta có thể gặp nguy hiểm khi nội họa ép tốc biến. Liên tục là những tình huống xử lý khó hiểu đến từ DK ở cánh dưới. Tự nhiên DK là fan game 3. Từ mạng đầu tiên thì khá là ok với pha đứng rình Kaolin, nhưng sau đó thì Canyon chết một tình huống không thể nào yêu thương được. Sau đó đường dưới cũng là một pha mà con bay của Kaolin không một tác dụng. Và giờ đây thì họ đang cố gắng gỡ gạt lại được một chút xíu bằng tình huống sứ giả trên. Ok, coi như nếu như bạn đã xác định đánh con giết đường dưới. Ui, tên phá đủ đam. Game dễ vậy. Tên độc đến từ Aiming và anh ta gồng tên xuyên phá đủ sát thương để tên Dev nằm xuống. Và rất khó hiểu đến từ DK, tôi cũng không hiểu lý do tại sao họ có đủ sự tự tin để Onin trong tình huống 2-2 ở cánh dưới và để rồi mất tốc biến, mất tất cả mọi thứ nằm xuống luôn đến từ Dev. Và thậm chí là cái dịch chuyển của anh ta còn chưa hồi lại cơ. Và KT đang muốn giải tỏa sức ép dành cho tốc biến luôn đến từ cơ tốc biến né chiêu cuối của Maokai đến từ Kana. Nhưng anh ta lấy gì thoát? Anh ta làm sao có thoát thân? Anh ta cố gắng đổi mạng với Lehen nhưng làm gì đủ sát thương và mạng sẽ được nhường dành cho Kim trong tình huống này không? Cứ ăn luôn mạng thứ tư dành cho KT Roster. Bác phải đi chiêu cuối tốt đến từ sau mấy cơ dịch chiêu cuối ngược trở lại đào thoát đến từ BD. Anh ta dính đâm thấu xương nhưng sẽ không nguy hiểm về mặt tính mạng. Diplosca 2023 cosplay DK 2020-2021. Nhưng họ quên mất rằng là năm nay là năm 2023 và không có Ghost, không có Barrel. Kaden xuống cánh dưới, nào bola băng quăng thẳng, ấy mình không có thanh tẩy và anh ta đang dính hiệu ứng, đang nằm xuống những điểm hạ gục dành cho Kaden. Và Kaden chuẩn bị chạm mạng ngược trở lại, anh ta sẽ nằm mà thôi.
Sợi xích tội lỗi chẳng ngược trở lại để tươi mình. Và thôi xong rồi, đi cây tàn vơ đẹp dùng luôn dịch chuyển. Nhưng liệu anh ta có thoát được hay không? Anh cắm mắt vào đấy từ lè hèn, nhưng truyền tâm rõ ràng là không đủ thời gian để anh ta giữ chân đối phương. Con Kanna cánh trên bị ăn tông đến từ con Sion của Kin, và tiếp tục là tình huống hất tung nữa. Quá khó chịu, Kin sẽ dí Kanna trong pha này, nhưng lôi phạt đẩy ra, Kanna tạm thời thoát đi. Anh ta bất cầu gia tốc tăng tốc độ di chuyển, nhưng áp lực đến từ toàn bản đồ của KT roster là quá lớn so với sức chống chịu đến từ Diplosky. Cosplay thì cosplay cho triệt đẻ nên là Showmaker cũng sẽ phải về với phiên bản của anh ta 2020-2021. Anh ta gánh tin rất lực, nhưng không biết là ở thời điểm hiện tại thì nó còn tồn tại hay không nữa. Nhưng cây miền đang bị dí bởi Kin, anh ta dính cú nẹt, anh ta dính thêm chiếu cuối của Yone. Và con xe ruột đi đây không có tốc biến thì lấy gì chạy đây, thì đánh thương đủ đạm đến từ vị trí của Kin. Và mạng thứ 6 dành cho bên phía KT roster, cánh dưới này thì dịch của Def một mình không thể chống được ba thành viên, anh ta phải bỏ trụ. Nó sẽ là trụ bột toàn bản đồ dành cho thành viên bên phía của KT roster ở cánh dưới trang, như không họ mới chỉ lấy được cho mình 3 stack trụ mà thôi. Tôi cũng không ngờ được rằng là Canyon có thể chết với một cái tốc độ không phanh như vậy, chết không điểm dừng luôn, ba mạng liên tục. Bây giờ anh ta một mình, anh ta có thể đem lại rất là nhiều lợi thế cho bên phía của KT trong khoảng thời gian vừa qua. Và giờ đây thì chắc chắn là mục tiêu không kiểm soát được rồi, khi mà rừng của bạn chết nhiều đến như vậy thì làm sao có thể kiểm soát được mục tiêu. Một con rồng miễn phí nữa dành cho bên phía của KT. Mặc dù DK, chúng ta cũng phải xác định rằng bên phía DK cũng có được một lượng giáp trụ tương đối lớn, đặc biệt là cái điều thẳng khu vực đường trên của họ. Họ đang có hai nguồn cấu gì ạ? Một nguồn sấm hụt đến từ Kanna luôn. Và cú sấm đầu tiên đã khiến cho chúng ta thất vọng, nhưng đường giữa, chính xác là đường dưới đã có trụ dành cho bên phía của Diplosky với những cái áp lực mà Kanna tạo ra từ nãy tới giờ nha. Nhưng nên nhớ rằng con dây có áp lực và có hiệu quả hay không thì nó là cầu sấm, và thêm một cú nữa hụt rồi. Hai pha hụt liên tiếp đến từ Kanna. Bùa xanh, có bùa xanh, bùa xanh, bùa xanh, cool down nhanh, hồi năng lượng nhiều. Bắn tiếp em ơi. Chúng là con người đi về đó, đặc biệt là kiểu như là... Thứ ba. Thứ ba. Chưa bắn trúng tòa nào từ khi sách đồ 2 ra đến từ Kanna. Và đây vẫn là một điều kiện thắng nhắc lại rất quan trọng dành cho DK. Họ cần phải làm mềm đội hình của KT trước. Đã cầu sấm lần thứ tư thì trúng rồi. Nhưng dòng nguyên tố thuộc về KT roster với linh hồn dòng gió, và họ đang tràn lên. Keo Linh gặp nguy hiểm, anh ta bị đi tìm kiếm. Góc này thì Kim rất trâu. Cái nhân thì dính chiêu cuối đến từ Varus. Ui, bắn cầu sấm kia. Còn Kanna thì vẫn tiếp tục bắn cầu sấm hụt. Cái team lùi về với gần như là toàn bộ đội hình, họ không mất bất cứ ai cả. Nhưng khoan đã, Cơn gặp nguy hiểm, Cơn đang bị dí bởi cái này, đã bị dính tình huống lắp choáng. Nhưng có Sion đến từ Kin, lần này cầu sấm trúng nhưng chưa đủ sát thương. Cái team tới và DK đang phải cắm mặt cắm cổ để có thể rút lùi về. Họ có liền có thể rút lùi hay không? Kanna bị kẹt lại rồi, và Kanna nằm xuống dưới những mũi tên của ấy mình. Và cả Cơn cũng phải sử dụng cho mình tình huống tốc biến để có thể đào thoát. Nhưng Lehen hơi hưng quá, anh ta lao xuống một mình, có BD hỗ trợ. Tình huống hỗ trợ không kịp thời đến từ Kim khi anh ta ở trên khu găng Baron và không tốc biến xuống. DK có một mạng gơ gạc, nhưng KT rõ ràng lời khi họ có được linh hồn rồng gió. Và chênh lệch tiền ở thời điểm hiện tại thì nó không phải là một con số lớn, nhưng KT roster có được linh hồn rồng gió và khả năng di chuyển đội hình của họ sẽ là rất nhanh ở cả ba đường. Nó sẽ khiến cho DK gặp bất lợi bởi vì họ đang dồn rất nhiều tiền cho Kanna với một cánh để lẻ mạnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Kanna thậm chí là cũng sẽ gặp khó với cái lượng chống chịu đến từ con Sion của Kim, mà họ anh ta sẽ gặp khó thêm với những tình huống di chuyển đảo đến từ KT roster với linh hồn rồng gió họ đang sở hữu nữa. Chúng luôn chiêu cuối đến từ Kim quay trở lại để phòng ngự, bố là bắn quăng vào khoảng không đến từ cây điện. Chiêu cuối từ Showmaker cũng quăng vào khoảng không luôn, hai chiêu cuối hụt đến từ bên phía Diplosky, và đây có thể sẽ là pha phản công đến từ bên phía KT roster khi Showmaker không còn tốc biến nữa. Anh ta đang ăn hiệu ứng, nhưng Showbomb cũng khá nhiều sát thương, Billy chuẩn bị lên bàn đêm số như kéo lên chiêu cuối hụt. Anh ta không có được từ thần đáy sâu để share tiền cho đồng đội, và anh mình bắn từng người một. Anh ta có chiêu cuối nhắm vào Kanna, Kanna lại chết rồi. Kanna lại chết cháy trong tình huống này. Mình bật tông gánh dí tiếp vào đẹp, bắn rất đau đến từ xạ thủ bên phía KT roster. Và KT tan vỡ, chính xác là DK tan vỡ hoàn toàn với tình huống mà KT có được cho mình 3 điểm hạ gục. Họ sẽ tràn thẳng ra Baron trong tình huống này. Họ chắc chắn sẽ di chuyển về khu vực đó, nhưng DK còn một hy vọng mong manh, đó là Canyon đang còn sống. Nếu như trong... Canyon có ra Baron không? Thôi Canyon no hope, buông chuột rồi. Không có hướng di chuyển ra Baron đến từ Canyon. Và sau con Baron này tôi không biết KT đã đủ sức để dứt điểm ván đấu thứ hai này hay chưa. Ván đấu mà họ đã có tất cả mọi thứ. Sau đó thì Kin cộng với đồng đội lao thẳng vào sau khi Curse bật chiều cuối để mở đường. Lúc này thì những pha cầu sống của Kanna cũng nhiều tác dụng lắm khi đối phương bắt đầu tràn vào cận chiến. Và nhà lính đường dưới của DK không còn gì có thể giữ nó sống sót cả. Sau đó thì bên phía DK cũng sẽ bất lực nhìn đối phương di chuyển ra khu vực đường giữa đây.
bắn tiếp vào bên đi tầm gần trúng, nhưng mà những pha trúng này chẳng có tác dụng gì. Kéo lên, ui cái gì vậy? Quán kéo lên quán được pha vừa rồi và anh ta xử lý fail với pha dòng nước ma quái. Cấu sớm đến từ Kana khá đau, mục tiêu vẫn sẽ là BD thôi. Aiming ở thời điểm hiện tại đã có huyết kiếm rồi và cái khả năng hồi phục của anh ta với Varus là tương đối ấn tượng. Rõ ràng anh ta sẽ không ngại những pha cấu máu như ở thời điểm hiện tại của Kana nữa. Pha xử lý lỗi đến từ hỗ trợ bên phía của D+ Gear. Bằng ngoài Kana ra thì con Pai của Kevlin cũng đang hơi không có tác dụng nha. Bản đấu mà cho chúng ta thấy được rằng là thật anh dù mang tiếng là một giải đấu hàng đầu thế giới nhưng mà thi thoảng thì ở tại LCK chúng ta vẫn có thể xem được những ván đấu mà không thể nhịn được cười. Thật, tôi nghĩ thậm chí các bạn là fan DK, tôi nghĩ các bạn cũng không thể nào làm gì khác ngoài cười với cười. Những gì mà đội nhà đang thể hiện. Nhưng biết đâu ui, solo kill con rồng chỉ cần ăn được rồng thôi. Khi nó ủi xe vào, Ken nhận đang ở trong hàng rồng. BD đã tới, kết cạnh tranh trừng phạt. Nhưng mà BD, ui, Ken nhận đã bị dứt điểm rồi. Không có cơ hội nào cả. Rồng ngàn tuổi dành cho KT và tất cả mọi thứ đã chấm dứt. Một đều. Khi Aiming tới là anh ta bắn hết. Anh ta tốc biến xuống hàng rồng, dùng sợi xích tội lỗi giữ chân cây niền lại và bắn cho con heo tan xác luôn. Những mũi tên quá trí đến từ Aiming, lượng sát thương anh ta tạo ra với dàn chống chịu Sion kết hợp với Mao Cai. Không ai động tới Aiming cả và DK tan vỡ hoàn toàn trong tình huống giao tranh vừa rồi. Họ mất tất cả mọi quan sạch thì mất luôn cả linh hồn rồng ngàn tuổi, có tất cả mọi thứ đến từ KT roster ở trong ván đấu này. Còn với D+ Kia chỉ là con số không trong chính mà thôi. Chúng ta sẽ cân bắn bà để phân định thắng bại ở trong cặp trận giữa KT và DK. Tôi nghĩ là sau ván đấu này tôi vận hành những cái mạng xã hội của T1 là tôi sẽ post hình cái meme. Anh Hoàng biết cái meme lần đầu tiên hả không? Thì T1 quay qua nhìn lên phía DK lần đầu tiên bị con dây này bắn đúng không?